tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hội thi giọng ca cải lương giải bông nuốt vàng. Hội thi được sự tài trợ của công ty cổ phần phân bón Bình Điền, thương hiệu Đầu Trâu. Đó là thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Quỳnh Khải. Vị giám khảo thứ hai, chúng ta có thể ngắm nhìn qua video clip với vẻ mặt hết sức là rạng rỡ, chị Như vừa tròn 20. Và đó là tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Vâng, vị giám khảo thứ ba, khi nhắc tới tên vị giám khảo này thì có lẽ không chỉ bà con cô bác ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta mà còn rất là nhiều kiều bào ở các nước toàn bộ ở châu Âu, ở Mỹ, ở Úc và nhiều đất nước khác rất là thương mến. Và như tên của anh, Vương là vua, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Vâng, vị giám khảo thứ ba, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị giám khảo này đã năm nay tròn 70. Hồi nãy tôi nói là vị giám khảo thì tròn 70, nhưng mà nhìn cũng khoảng chừng là 60. Có nghĩa là giữa vị giám khảo này với tôi là ngang nhau. Do là nó lệch múi giờ, đáng lẽ là tôi cũng là nghệ sĩ nhân dân rồi, nhưng mà giờ do lệch múi giờ, cho đó chính là tôi là nghệ sĩ ưu tư, còn ổng là nghệ sĩ nhân dân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Vâng, vị giám khảo tiếp theo, quý vị biết chưa, đây là vị giám khảo là không phải là nghệ sĩ nhân dân mà là chị của nghệ sĩ nhân dân. Chị giám khảo còn dữ hơn nữa, đó là chị của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, đó là nghệ sĩ Thanh An. Vâng, quý vị rồi, xin mời vào hội đồng. Hồi nào tới bây giờ tôi diễn vào hội đồng, cho nên là tôi không có được tận mắt mà nhìn bạn diễn của tôi diễn những cái cảnh mà tôi không có. Nhưng mà sau đó thì tôi có xem lại, và đặc biệt sau này khi bạn Thanh Tùng diễn cái đoạn này á, không biết là em có xem nghệ sĩ nhân dân Thanh Tùng diễn không? Dạ có. Đoán chắc rằng như vậy, bởi vì cái cách của em diễn rất là chi tiết. Và anh Thanh Tùng khi mà anh nhận cái vai này, nhất là ở đoạn này đó, thì ảnh diễn không dư không thiếu. Cho nên là hôm nay tôi xem, tôi phải phân ra đâu là giám khảo, đâu là nghệ sĩ Bạch Tuyết khi mà diễn chung với tất cả đồng nghiệp của tôi. Nhưng mà tôi có thể nói cho bạn yên tâm là bạn ca hay và diễn rất tốt, rất là xúc động trong cái trích đoạn này. Tôi nghĩ rằng bạn gặp may là bởi vì cái ông Hương á, thì ở trong cái quyển mà trước đây khi mà có Bảy Phùng Há diễn á, thì đó là một ông Hương. Sau này khi mà chúng tôi diễn để mà đi Tây á, thì hạn định trong mấy người đó, cho nên nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu vừa diễn Bảy Cán Giá nhưng mà đồng thời phải hy sinh để diễn bà Hương luôn nữa. Và hôm nay chúng ta xem lại, chúng ta nhớ những cái xuất diễn mà của thầy tôi là Má Bảy Nhân Dân Phùng Há. Và tôi nhớ từng lời bài dặn, cũng như bạn làm cho tôi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc tôi được diễn tất cả các anh chị em nghệ sĩ rất giỏi. Và ở đây là có nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Tức là tôi thấy bạn rất hên, là vì ông Hương diễn quá tốt. Chúng ta chỉ có thể được khán giả khen ngoài sân khấu khi là chúng ta có những người bạn diễn giỏi giang và trách nhiệm. Xin gửi một cái lời cảm ơn với cái người bạn mà diễn ông Hương. Và bạn còn thuyết phục tôi ở chỗ là trong cái câu dòng cổ, lúc bạn xuống dòng cổ rất vừa với cái giai hai thành. Và khi bạn đến cái câu thứ hai đó, thì cái hò thứ hai rất thuyết phục, vì bạn lái cái chữ trở rất hay. Và khi sắp sửa dứt câu hai đó, thì bạn lại có thêm một cái chữ nữa mà tôi phải ghi, chữ chải.
có đúng gì không? Dạ đúng rồi. Tức là bạn nghe hay bạn học hay và bạn bạn lái được hai cái chữ đó chị nói coi. Dạ em cũng nghiên cứu là lời chỉ dạy của các thầy và nhiều ca sĩ đi trước ạ. Chúc mừng bạn nha. Cảm ơn. Vâng, quý vị.